Rạn đăng đòm nây bà đạp tìa diên. Hay đòm a kê lê kà tì kà diên. Hay đòm nây dô rôn tây tù rô rô tì kà nà ra. Rìa bê l mùi chân nàm bàn con lòng phót tư. Quán tóc bì kèm tà tù đòm nây. Chì bà thiên a diên. Bì bà cháy sô tòng hà chi. Hà sà nà l bù chà. Nây bù rì nê. Gà rô sà lâm. Ngày tìm một phây bẩm mấy tôi là tìm bọn một phây mùi. Nếu cứ chưa được dạy bê mùi chân nằm bố bình tại đây ở nông xa vỡ rì, nâng chưa vô vật thật sắc, tâm rạp, nhóm to, nâng cam vỡ chìa, nâng miễn kê dự dụ. Đó đó ngọt đám bàn tờ tùa đầm này, chưa bật thiên bắt đầu viên, bảo bỏ hạ diện. Khả nạ đời dương, nâng cập vông khất khom xa đa lang vinh, vì bọt bọt bọt, nơi chủng ngư COVID đọc bổng vốn, nàng đọc sai bị bắt nơi mây mà, thay nạp hết mất được bực tục, có bán cát miên lang, để miên bó thương thương ngô đọc sẵn là sắp trong cung, nàng sẽ được kịch. Tôi dạng này cả đây, là diễn ban cục cơm, nàng tổng rộp thông vốn lưu bánh nhà hạ bởi chôm tiếng nụ, và hốt tổ tù ban lát tập hoa chỉ tràn, khu chỉ thi cọp chật. Dương bất chế bàn hàn vật nâng bù lạ bọt này phiếp chế bật thiên à diễn đồ bọc cảm và chế khổng sạm đi. À diễn ruộm kia thư đọc sài bánh hà và chôm tầng ọc đi. Thiếu miên sẽ kể đây là cách bà chôm cầm bùl à diễn lực tì sai sắp nâng sai sắp mùi nâng cách bà chôm cầm bùl bẹp bọn tà bàn bà chọc đầy chốc chế nâng xông hoa khôn trong phố cách thạc bọn bàn ca hình linh. Cả con trô, nâng phiếp tuân phun đại bàn bà đò, đòi bà tích, chia sẻ mái chức, đòi bà tích chia sẻ mái chức ở diễn, nâng bà tích đại cú, và nó mọc nâng lát đập hò, đò chả ràng cây lên, cú chất tì mô tần ạ. Thế cây rì rì đẹp châm, bàn tờ tù là thua chìa mà chạp tươi nâng cách bà chung tòi bà tò, xâm rạp thân ác đất nông, nâng cân ác bà rà phù, cực nìa nơi tì cổng, nâng bình đi. Mình hãy bọc vệnh bàn nụ tì. Rồi dạy phê bí cho nàm còn lòng tư. Tiếc tông khní đòi bà tò trang bàn phát tuyết bà hạ đòi chung ngư COVID đập bằng vụn. Nàng ca bằng phái thay mây nơi mê rộng nì. Chỉ ca bất ca bằng chóp cách bà chung cầm phun luôn đập bằng mùi. Không rồi dạy phê trăm buôn ngày hư chứa rương lộng bà. Chỉ môi này mùi kia bị xe nơi chom phê đã bố phinh tới đòi bà nhà hạ bà chồm. Đôi nì, chồm xong thư ca viên đồng lấy bố chồm bố cách khát khom prang prang nơi krom ca nghe ra bà dương. Đảm bây tình yên nơi phép nghe sưu, nàng phát tốc của phép, xâm rạp dương rõ lạc nì. Nàng đảm bây bằng chóp phép chia bật thiên, hà diên, bà cọp đòi chục trì. Bà chá sô tăng. Hãy cho đồng đúng chúng tiêu ăn lúc lúc sợi. Khả năng đã dạy bê buôn ngay đi. Dương xâm rạch bán lạc tập hòa. Xâm rạch bán là cách phản thân yếc rút chung chùi. Nâng bỏ cọc đòi phép ca. Lừa cách ca bọn to tầm mục. Đảm bây phương rừng mạch hiệp hiệp ở riêng. Nâng cun đồng lây ra bỏ dương. Nâng cách tầm đẹp tầm nông. Chia mùi đầy cú khẳng cài. Chia bởi xe. Nâng bê đã sẽ có lô cầm phong chua bởi tiêu. Nàng bà nhà hát sắp xung quanh nông đồng bọn, nàng chưa hắn ra chiếc đại bài bùa dàng chạp ra hạc. Dương bàn hắn ở mắt, nàng có thầm con nàng ấy cơ xa xa mất đập hòa, nàng sẽ gây bà cà chùm nuôn, chết sập. Đã có cơm đọc tư lưu xa 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 đông tiệm bây ở bò xa cùng hạ diễn. Nàng bàn hắn ở mắt có khăn cách xa bọn bát ca, mùi chùm nuôn, chùm mùi đầy cú xa tình yêu ở bò dư. Đảm bây bần to, nâng bằng rí tùm đá tùm nông chìa mùi, đai cù. À diễn bàn dùl prôm bằng chôl hùi kèn, nông sát thịt xa nhà, mất tập hiếp nâng xa bàn bát ca, nơi à dìa kề, nghe cách bà chung cầm phùl. À diễn lực tì sai sắp, nâng sai sắp mùi đi. Tôi kênh đây là bà tì, chùm nôn bà mùi. Rùm miên đàn mạ, Greg, Holland, Oman, Qatar. Nâng Ả Rập Emirat bàn có bàn cho hát lê khá
Tôi chia sẻ mà trước nơi sở thị sở nhà mất được phiếp, phân được phiếp, mất được phiếp nâng giá bản bản ca, nghề cách bởi chung rộn rây ca bỏ tế hạ diễn, lược tì hạ sập rạm, nâng cách bởi chung tựa phọt, nâng khai xây hạ, để thư hỏi sở mà trước nơi sở thị sở nhà này, càng đòi hạ sập bởi tế. Diễn bản chân sẽ cây khai ca ruộng này, khu bản đồng xa vỡ lý lược tì mở phê, ໃນສະໄກໄຊງການສໄດປີក្រុមປະນະບັດໃນບັນດາພຽກີໃນສະມົດຈັນຂ້າງຄວງຕາມໃບລົມລຶກຄູບອະນຸສາວະຣີເລືອກທີ 20 អាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានស្តីពីគូបលើកទី 53 របស់អាស៊ាននិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានស្តីពីរបៀបវារៈនៃការតបជាប់អាស៊ានក្រោយឆ្នាំ 2008 យើងក៏បានហនុមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីការកសាងអនាគតប្រកបដោយចីរភាពបរិយាបន្ននិងភាពធន់តាមរយៈការបំផុសស្មារតីសហគ្រិននិងភាពស្រីអាស៊ានបន្តពីកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ត្រីអាស៊ានលើកទី 2 ប្រកបដោយជោគជ័យនៅថ្ងៃទី 12ខែតុលាឆ្នាំ 2022 រៀបចំ ជាលើកទី 2នៃកិច្ចសន្តិភាពសកលអាស៊ានដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈសម្រាប់ការកសាងអាស៊ានប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នក្នុងសម័យកាលក្រោយកូវីដ-19 ប្រជាសុតតឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា មកជាភាពអាស៊ានគឺជាកម្លាំងចលករចម្បងសម្រាប់កិច្ចសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូខាងក្រៅតាមរយៈយន្តការដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយយើងត្រូវរក្សាឯកភាពអាស៊ានដើម្បីអធិបតេយ្យភាពនិងឯកភាពនៅតែជាអធិបតេយ្យកម្ពុជារបស់យើង នៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្តទៀតជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៃសកម្មភាពរួមគ្នានៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងអាចដោះស្រាយនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅក្នុងតំបន់យើងដែលនាំឲ្យយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការរក្សានៅសន្តិភាពវិបលភាពនិងសុខដុមរមនារបស់គ្រួសារអាស៊ានរបស់យើង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានចំនួនយ៉ាងពេញលេញថាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលខ្លាចទៅជាប្រធានបដូវវិញបន្តទៅនេះនឹងបន្តដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងចម្បងគឺសហគមន៍អាស៊ានប្រកបដោយសុខសន្តិភាពភាពធន់និងបរិយាបន្ននៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះបន្តពីសន្តិរកថារបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមានកិត្តិយសអង្គការផ្ទៃភាពជាប្រធានអាស៊ានជូនសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់ឆ្នាំ 2023 ជាមួយនឹងការប្រសិទ្ធពរជូនចំពោះឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូសម្រាប់ភាពជាប្រធានអាស៊ានប្រកបដោយជោគជ័យមុននឹងផ្ដល់ញញួរតំណាងប្រធានអាស៊ានជូន សូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំយកឱកាសនេះផ្ដល់ជូនឯកឧត្តមតាតូលឹមចុកហើយនៅគ្រឿងអិសរាជុសសាមេត្រីផ្នែកមហាសិរីវត្តពីរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេដាយនេះតំណាងឲ្យការទទួលស្គាល់ឯកឧត្តមតាតូលឹមចុកហើយអំពីភក្តីភាពនិងការប្រឹងប្រែងឥតស្រាក់ស្រាន ក្នុងដំណើរការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននិងអំឡុងពេលដែលឯកឧត្តមកាន់តួនាទីជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ាន
Trong phê chỉ môi kênh đài, khi ông xong dấu ác ni, tạm bây bác cát đầm năng thà, Lok Hai Chi, Mohammad, Ibal, Pakri, Hai Chi, Damit, Nay Brune, Darussalam, bàn tờ tu biên đồng bọn Hà Diên, nằm bí bọn mà phê bì. Biên đồng bọn này, គឺជាការទទួលស្គាល់នូវកិច្ចការរបស់គាត់ក្នុងការជួយពង្រឹងស្មារតីសហគមន៍អាស៊ានឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងវិជ្ជាជននិយមជាងមួយទស្សវត្សរបស់ហើយលោកម៉ូហាម៉េតដាមីតបាននឹងកំពុងគៀងគរជំនួយនិងដឹកនាំយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគាំទ្រដល់ការលើកកម្ពស់ និងអភិវឌ្ឍរបស់ជនជាតិភាគតិចនិងជនរងគ្រោះទូទាំងតំបន់ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមផ្លូវការលើកទី32នៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឧសភាឆ្នាំ2023និងពិធីបើកកម្មវិធីប្រកួតប៉ារ៉ាអាស៊ាន ថ្ងៃលើកទី12ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដែលជាសមិទ្ធផលមួយទៀតប្រាប់សាមគ្គីភាពនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងមិត្តភាពរបស់យើងក្រុមសូមជូនពរប្រជាសូត្រតង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវភៀវកិត្តិយសទាំងអស់សូមមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យសូមអរគុណ.